Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Somix GX501 True Wireless, một chiếc tai nghe True Wireless dành cho game thủ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và dí sát lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị Bluetooth 5.0. Thời lượng pin sử dụng liên tục là 5 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 18 giờ đồng hồ, rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng một ngày. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì các bạn chỉ cần mở nắp ra. Sau đó các bạn hãy nhấc hai tai của chúng ta ra khỏi đốc sạc. Trên thiết bị di động các bạn hãy bật Bluetooth lên. Khi đó trên màn hình điện thoại của chúng ta sẽ hiện ra tên của chiếc tai nghe, các bạn chỉ cần chọn vào đó. Như vậy là các bạn đã kết nối chiếc tai nghe với điện thoại của các bạn thành công. Để nhận cuộc gọi đến thì các bạn hãy chạm hai lần vào tai bên trái hoặc bên phải đều được. Và để kết thúc cuộc gọi cũng vậy, các bạn hãy chạm hai lần. Và để từ chối cuộc gọi thì các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên trái hoặc bên phải khoảng 3 giây. Khi các bạn nghe nhạc, các bạn muốn tiếp tục hoặc là tạm dừng bài hát thì hãy chạm hai lần vào tai bên trái hoặc bên phải. Để chuyển bài, các bạn hãy chạm và giữ vào tai bên phải khoảng 3 giây. Và để quay lại bài hát trước, các bạn hãy chạm vào giữ vào tai bên trái khoảng 3 giây. Để sử dụng trợ lý ảo Siri hoặc là Google Assistant thì các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên trái. Như các bạn có thể thấy thì trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Bên cạnh đó, chiếc tai nghe của chúng ta còn trang bị chức năng Gaming Mode. Để bật tắt chức năng Gaming Mode, các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên phải. Khi đèn đổi màu như vậy có nghĩa là các bạn đã chuyển qua chế độ Gaming Mode. Và các bạn muốn tắt đi thì chỉ hãy chạm 3 lần vào tai bên phải. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset lại chiếc tai nghe này. Để reset thì trước hết trong mục Bluetooth các bạn hãy chọn quên thiết bị cũ đi. Sau đó các bạn hãy tắt tai nghe của chúng ta đi bằng cách chạm và giữ vào cả hai tai khoảng 10 giây. Tiếp theo các bạn hãy chạm và giữ vào cả hai tai 10 giây để thực hiện quá trình reset. Sau đó các bạn chỉ cần đặt vào trong đốc sạc và nhấc ra kết nối như ban đầu clip mình hướng dẫn là được. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Somix GX501 True Wireless. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.